chưa em có thấy thử không? Em điện thoại, điện thoại sắp xuống. Ở trong nhà sắp xuống. Anh em cần thêm gì không? Sau cái trận đấu ở Sinh về thì đội chúng ta đang chuẩn bị như thế nào cho cái trận siêu cúp và Sơn đánh giá như thế nào về cái tính chất quan trọng của trận siêu cúp? Thì bọn em đã có một trận đấu bên Singapore thì cả đội đã cố gắng nỗ lực hết mình và có chiến thắng nhọc nhằn trước đội bóng Wigan của Singapore. Và bọn em hướng tới trận siêu cúp thì bọn em luôn luôn thoải mái và cố gắng cống hiến hết mình cho cổ động viên cũng như khán giả coi những trận đấu đẹp sắp tới. Trận đấu sắp tới sẽ là một trận đấu không khán giả sao? Vậy thì nó có gây một chút hụt hẫng về tinh thần cho tụi em không, khi mà tụi em được thi đấu trên sân nhà của mình mà tiếp đón một cái câu lạc bộ phải gọi là mạnh nhất Việt Nam? Thực tế thì không có khán giả thì cũng là ảnh hưởng rất nhỏ đến, bởi vì đá bóng mà không có khán giả để sân thì cũng như anh em không có một cái chứ cũng mất đi một cái gì đó đặc biệt, bởi vì bọn em muốn khán giả đến đông để chứng kiến trận đấu với Hà Nội. Bọn em cũng cố gắng hết mình. Sơn này, em gần đây em phối hợp với cả Phượng rất là tốt, em có thể chia sẻ lý quyết nào khiến bọn em hợp nhau đến như thế không? Thì bọn em cố gắng nói chuyện với nhau nhiều và anh em trao đổi rất nhiều những buổi tập giống như thầy Trung rồi mọi người và em và Phượng hãy chia sẻ với nhau về sân bóng, thì bọn em có một cái việc phối cả đội rất nghiêm nhiệm. Cặp vợ chồng phi công có ra chỉ tiêu cho mình ở năm nay như thế nào? Em lâu chưa vào. Thì đối với bản thân sớm những như đội bóng thì đã ra sân thi đấu hết mình, trận nào cũng là một trận chung kết. Thế bọn em sẽ cố gắng. Thế bọn em có 4 đến 5 giải đấu thì bọn em sẽ cố gắng. Đá mỗi trận đấu là một trận chung kết. Cá nhân thôi, mục tiêu cá nhân mình là chuyển bao nhiêu bàn hay ghi bao nhiêu bàn hoặc là lên đội tuyển thế nào? Lùi lùi xuống. Cái đó thì tất cả đội bóng thôi, bởi vì bản thân Sơn thì cũng là cố gắng hết mình với đội bóng và hướng tới mục tiêu cao hơn nữa. Sơn đã trải qua một cái mùa giải 2019 không thật sự may mắn khi mà mình gần như nghỉ cả mùa giải vì chấn thương. Vậy thì cái cảm giác thi đấu lúc này của Sơn sau khi trở lại, Sơn cảm thấy cảm giác thì chưa trở lại được 100% phong độ. Sơn sẽ cố gắng hết mình duy trì tập luyện và cố gắng hết mình để trở lại để đạt được nhất cái mùa giải năm ngoái nó gây áp lực như thế nào cho Sơn khi mà gần như người ngoài gần như toàn bộ bản thân Sơn thì cảm thấy rất buồn với bản thân một xíu, nhưng mà đội bóng đã có một cái thành tích tốt, bản thân Sơn thì cũng hụt hẫng và cũng muốn nhanh chóng trở lại và cuối mùa cũng chơi được 3 đến 4 trận đó cũng là cảm thấy hay cũng mình đã quyết tâm như thế nào cái mùa giải năm nay khi mà thứ nhất là mình được giao một cái chức vụ trong đội bóng và thứ hai là mình đang đóng góp những cái thành tích đáng kể một số trận đấu thì giống như Sơn nói là mỗi trận đấu Sơn đá Sơn đều là thi đấu hết khả năng của mình 100% với cái tinh thần tốt nhất để ra sân thi đấu cùng với khán giả cũng như anh em đội bóng, thì bản thân Sơn sẽ làm hết sức mình cho dù thắng hay thua thì không nói, nhưng mà quan trọng là cái tinh thần ra sân là cái nào phải là 100% tinh thần tốt nhất. Mình đang thi đấu ở cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía Hà Nội em là ai? Sơn nghĩ là cầu thủ nguy hiểm nhất Hà Nội có một cái tập thể mạnh, cá nhân gần như đều có những cá nhân xuất sắc có thể tạo ra đột biến đánh giá rất cao hàng công Hà Nội. Tất cả hàng công Hà Nội thì đó là sau Hà Nội chúng ta được có hai trận đấu đề ba tốt ở Asia Cup, thì liệu đây là một lợi thế trước trận chung kết không? Giống như đội bóng thành phố thì đã có 3 trận đấu Buriam rồi một trận đấu đến Yangon và Singapore thì cũng là một cái lợi thế cho anh em được thi đấu nhiều với nhau và sẽ giúp cho nhiều. Tháng 3 này đội tuyển tập trung thì Sơn có kỳ vọng sẽ có cái cơ hội nào đấy để mình được bắt gọi không? Đối với Sơn thì bất cứ cầu thủ nào cũng muốn lên đội tuyển cả, bản thân Sơn cũng muốn, nhưng mà Sơn phải cố gắng nhiều hơn nữa thì Sơn sẽ cố gắng nhiều thật nhiều hơn nữa thì để có hy vọng thì Sơn sẽ nắm bắt được cơ hội. Sơn đã có những cái sự thay đổi như thế nào trong cái lối chơi của mình để có thể hiệu quả hơn và cũng là để giảm thiểu chấn thương trong thời gian tới?
Sơn là thật sự là Sơn là thay đổi cũng rất rất nhiều rồi. Kể từ ở Sông Lam đến thành phố thì Sơn đã thay đổi nhiều. Và bây giờ Sơn nghĩ là đột chỉnh của Sơn thì Sơn nghĩ bản thân Sơn đã năm nay là xuống chủ nhật luôn, thì Sơn nghĩ Sơn sẽ cố gắng hết mình hơn. Cụ thể hơn thì giúp cho đội bóng có một cái thành tích tốt. Và tôi khá là mong được thêm một trở lại đội tuyển. Việc thay đổi ok. Một câu thôi. Ok. Cảm ơn nhé.